Chào mọi người. Bây giờ mình sẽ đọc một cái bức thư thứ hai của cảnh sát cơ động khi mà đợt biểu tình ngày 17 tháng 2 đợt biểu tình vừa rồi ở Nghệ An đó, thì một cảnh sát cơ động đã gửi ra bức thư thứ nhất, thì bây giờ đã gửi ra bức thư thứ hai để cho cảnh báo người dân cho ngày biểu tình ngày 5 tháng 3 nha. Xin mọi người hãy chú ý lắng nghe, mặc dù là mình biết là giờ này không có còn ai thức nhiều nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng đọc. Hiện tại giờ là mình đang ở chỗ làm, thành ra rất là khó khăn khi mà phải làm cái livestream như thế này. Bức thư thứ hai của cảnh sát cơ động nói về kế hoạch đàn áp người biểu tình ngày 5 tháng 3 2017. Mọi người có nghe rõ hay không? Nghe rõ thì phải báo cho mình biết để mình biết, để mình đọc cho rõ hơn, bởi vì hiện tại mình đang ở chỗ làm. Mọi người có nghe rõ hay không? Ok, nghe rõ phải không? Kính gửi bà con cộng đồng mạng, đây là bức thư thứ hai của một cảnh sát cơ động. Cháu chính là người viết bức thư thứ hai gửi cho bác Facebook Hiếu Bùi Sinh Cộng ngày 16 tháng 2 năm 2017, ngay sau cuộc đàn áp người biểu khiếu kiện ôn hòa tại Diễn Châu, Nghệ An. Cháu thấy bức thư thứ nhất được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Tuy có một số ý kiến nói là cháu gửi bức thư này để đe dọa người dân biểu tình, nhưng bà con đã thấy ở năm 1954 cho đến nay, có cuộc biểu tình nào của dân mà không bị đàn áp đẫm máu chưa? Cuộc biểu tình lớn nhất là Tây Nguyên 2001 với số người tham gia lên đến gần 20.000 người, nhưng vẫn bị xé nhỏ và đàn áp rất đẫm máu. Người đàn áp lúc đó chính là Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Lúc đó chưa có Facebook, các phóng viên báo chí đều bị đuổi ra ngoài, công an và bộ đội vây kín đoàn biểu tình để cho hơn 5.000 cảnh sát cơ động và bộ đội đặc công đứng thành từng tớp nhỏ, 3 người một, tựa lưng vào nhau rồi cầm cây gậy bục thẳng đánh vào đầu người, vào cổ người dân Tây Nguyên. Rất nhiều người bị đánh rồi về nhà ốm chết. Sao cái cách này giống như cái tam giác mà chiến lược của mình đưa ra vậy? Sau đó chính quyền triệu tập các già làng, trưởng bản cho tiền để lấy danh sách những người đi biểu tình. Những ai là người tham gia tích cực nhất trong bản đó thì đêm đó có người đánh bắt và đưa vào rừng thủ tiêu, xong tung tin là họ vượt biên qua Campuchia. Thực tế, số người chạy thoát được sang đến Campuchia chỉ khoảng là 2% số người bị thủ tiêu. Hầu hết những người bị thủ tiêu đều bị chôn trong rừng, cho đến nay cũng chưa ai tìm thấy xác. Họ được chở đi đến nơi rất xa trong rừng sâu và bị giết. Khi chết, bà bị lột quần áo, vòng, nhẫn, đốt hết nên không có gì để nhận dạng. Rừng Tây Nguyên khi đó còn nhiều, đồng bào lại nghèo, không biết đâu mà tìm, cứ nghĩ là người thân của họ qua Campuchia rồi được Mỹ đón đưa sang Mỹ rồi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thì lãnh sứ quán Mỹ tại Sài Gòn lập tức lên xe, tiến thẳng đến Tây Nguyên. Nhưng tất cả các con đường từ Bình Phước, Nha Trang, Phú Yên đến Tây Nguyên đều bị xe reo, chở gỗ, cây lật chắn ngang tại những con đèo hiểm trở nhất. Lại nói về cuộc biểu tình sắp tới đây, ngày 5 tháng 3, 2017, do Cha Lý phát động. Ngay sau khi Cha Lý thông báo trên mạng, thì toàn bộ công an và quân đội cả nước đã đặt trong tình trạng báo động cấp 1. Đặc biệt là sau khi đàn áp thành công, đoàn giáo dân đi kiện Formosa ngày 14 tháng 2, 2017, thì phương án chiến đấu đã có nhiều thay đổi. Cấp trên xác định được ngòi nổ của các cuộc biểu tình là từ các nhà thờ nên quyết định sẽ dập tắt ngay biểu tình tại nhà thờ, đặc biệt là giáo xứ các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Kỳ Anh, vân vân, cũng như các giáo xứ nằm sát quốc lộ 1. Lực lượng đàn áp lần này vẫn là cảnh sát cơ động, công an các loại. Ngoài đơn vị bộ đội đặc công thì lần này huy động thêm các tiểu đoàn trinh sát của các sư đoàn hay quân khu, kể cả các binh chủng khác như hải quân, pháo binh cũng tham gia. Điểm yếu của bà con ta là sự đoàn kết. Ngay như ngày 14 tháng 2, 2017 vừa qua, trong khi giáo dân rất đoàn kết, có kỷ luật ôn hòa, thì những người ngoài chỉ ra đường đứng xem, rất ít người nhập cuộc đi theo để cổ vũ
để cổ vũ đoàn. Khi đoàn đi kiện Formosa bị đàn áp thì những người hai bên đường đều bỏ chạy. Đáng lẽ họ phải xông vào đứng bao vây giáo dân để bảo vệ thì công an sẽ không dám đàn áp, đánh đập. Rút kinh nghiệm lần này, cháu có những ý kiến đề xuất như sau. 1. Biểu tình phải tuyệt đối ôn hòa, người biểu tình phải mang theo mũ bảo hiểm để khi bị đàn áp thì đội lên đầu và ngồi thụp xuống. 2. Phải mặc đồng phục sáng màu để tránh công an thường phục trà trộn, gây rối kiếm cớ cho công an ở ngoài đánh đập dân. 3. Điểm mạnh nhất của bà con đây chính là Facebook. Tất cả các máy điện thoại có thể livestream nên sạc sẵn thẻ 3G và có pin dự phòng để có thể phát hình liên tục suốt ngày. Mỗi người phát livestream nên có khoảng 50 tới 100 người bao quay, bảo vệ không cho công an nhảy vào cướp phá điện thoại và đánh đập. Cố gắng tìm cách quay bí mật và phát sóng liên tục. Chính quyền sẽ không có đủ xe phát sóng nên hy vọng các Facebook sẽ không bị cắt ngắt quãng. Mọi người vẫn nghe rõ phải không? 4. Mỗi nhà thờ cố gắng tập trung ít nhất là hàng nghìn người rồi cùng đi đến trung tâm các tỉnh lỵ và thành phố lớn trên cả nước, và bà con ở ngoài nhà thờ nên nhập cuộc đi theo bao quay bảo vệ giáo dân. 5. Những người già yếu trẻ nhỏ không tham gia được thì có thể ở nhà gọi điện thoại nhá máy, nhắn tin liên tục và số điện thoại di động của các quan chức, các sĩ quan bộ đội, công an, các trụ sở làm việc của chính quyền, làm cho máy điện thoại của họ bị nghẽn mạng không thể liên lạc được với nhau. 6. Kiều bào ở nước ngoài cũng nên gọi điện thoại liên tục quấy rối và chia sẻ thông tin trên Facebook. Có thể nói Facebook sẽ quyết định thành công của các cuộc biểu tình, hoàn toàn khác với Bình Lưu năm 1956 hay Thiên An Môn năm 1989. Điều quan trọng nhất là phải có các cuộc tấn công du kích, đánh bom vào các sĩ quan và các cán bộ lãnh đạo trước khi cuộc biểu tình nổ ra. Những cuộc tập kích này sẽ làm cho các cấp chỉ huy run sợ khi đưa ra lệnh đàn áp. Hãy cố lên đồng bào ơi, người ta có thể giết 10.000 người dân nhưng không thể giết 1 triệu người dân. Nếu không đấu tranh thì chỉ 2 năm nữa thôi, hầu như tất cả dân Việt Nam sẽ nhiễm độc Formosa và bị ung thư rồi cũng sẽ chết thôi. Hãy cứu lấy giống nòi cũng như đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì đây là lá thư thứ hai. Mọi người cũng biết là lá thư thứ nhất của người cảnh sát cơ động cùng một người viết ra sau khi mà ngày biểu tình ngày 14 tháng 2 á, năm 2017, thì đây là lá thư thứ hai viết ra để cảnh báo người dân vào ngày biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017 sắp tới. Thì bây giờ tới ngày 5 tháng 3 thì chỉ còn có 6 ngày thôi. Thì đây là lời cảnh báo rồi. Kỳ này có quân đội, và mình đã từng nhắc qua rồi là không những có quân đội không mà tình báo Hoa Nam sẽ trà trộn trong đoàn biểu tình và sẽ đàn áp người dân rất là thậm tệ, và nó sẽ đổ thừa là người dân đi biểu tình rồi tự đạp lên nhau rồi chết, chứ nó không có ra tay. Nhưng mà kỳ này là đã có rồi, thì mọi người hãy, chúng ta phải rất là cẩn thận và phải làm đủ mọi cách để mà chiến thắng cho cuộc này. Như anh ta đã nói đó, bọn cộng sản Việt Nam, quân đội và những cái người, nó có thể giết được tới 10.000 người nhưng mà không thể giết 1 triệu dân. Chúng ta phải giữ lại đất nước và cứu con cháu chúng ta sau này không bao lâu nữa đâu. Nếu mà đợt này chúng ta không có thành công á, có nghĩa là nước mất, nhà tan, con cháu chúng ta sẽ là kiếp nô lệ. Xin gửi tới đồng bào, đây là lá thư thứ hai mình đã post lên trên Facebook của mình rồi. Mình đã share bài về và post lên Facebook. Thì xin mọi người hãy vô Facebook của mình và share rộng rãi ra cho bà con, mọi người, để có một, chúng ta có một cái những cái cuộc đứng lên thành công hơn. Bảo Tôm nói là không thể ôn hòa được nữa và phải đoàn kết và chống trả bằng mọi hình thức, đốt xe, đốt các cơ quan để dương đông kết tây. Thì như cũng như trong cái bài viết này đó, là mọi người cũng lên ý kiến rồi, chúng ta phải chia ra và rất là giống như là phải đập phá hay là đốt những cái đồn công an trước đi, những cái nơi cơ quan làm việc đó, để cho nó không có dám ra mà đàn áp dân. Đồng thời nó cũng có các lực lượng phải ở lại để mà chữa cháy hay là giữ lại những cái đồn đó, thì cái lực lượng mà ra ngoài mà để đàn áp dân đó, nó sẽ giảm đi. Thì xin mọi người chúng ta hãy cùng nhau chia ra và rất là nhịp nhàng khi mà đứng xuống ngày 5 tháng 3, nó đã chuẩn bị
Cộng sản Việt Nam nó đã thách thức người dân, nó thách thức người dân tới mức độ mà bây giờ nó binh luôn tụi Trung Quốc, binh luôn nhà những cái nhà máy Formosa mà nó giết dân như vậy, thì chính là Cộng sản Việt Nam chính là một cái tay sai mà giết dân trực tiếp như vậy á. Thì chúng ta nên lật đổ cái chế độ này đi, nó không có phải vì dân đâu mà nó vì cái đảng nó, nó bảo vệ cái đảng nó sẽ tiêu diệt những người nào mà muốn cho mình, nó nghĩ là sẽ làm hại cho cái đảng của nó đó. Thì xin mọi người hãy cùng nhau chia sẻ rộng rãi ra. Bức thư là mình đã post lên trên Facebook của mình rồi, thì xin mọi người hãy vô mà trong cái Facebook mình share rộng rãi ra để mà cảnh báo người dân. Và phải có một cái lực lượng rất là mạnh mẽ, anh chị em trong nước phải chia ra hành động, nhất là trước khi giờ biểu tình đó, là cho nên phá đốt sạch những cái đồn công an đi, những cái chỗ đó, là để cho cái lực lượng của nó giảm xuống rồi chúng ta mới bắt đầu ra tay. Phải phân tán chúng và giảm thiểu sự đàn áp dân hả? Thì bây giờ mình đã làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà mình là người ôn hòa, mình không có muốn đổ máu, không có ai muốn chiến đấu, không ai muốn chiến tranh tại trong nước Việt Nam và giữa lòng Sài Gòn như vậy, giữa lòng thành phố như vậy, thì mọi người chúng ta phải quyết sống chết với lại bọn cộng sản đực kỳ này. Nó đã không coi người dân mình là gì hết á, nó đã quyết định giết dân để mà nó bảo vệ cái đảng và nó dâng nước cho tụi giặc như vậy. Thì chỉ có lòng dân là sức mạnh, chỉ có bây giờ chỉ có dân trong quốc nội mới có thể cứu được. Và ngày hôm đó mình sẽ cố gắng livestream trực tiếp và theo dõi mọi người trong nước, và xin đồng bào hải ngoại ở khắp nơi trên toàn thế giới hãy cùng gọi điện thoại vô mà báo cho mọi người biết trong những cái tòa đại sứ quán, hay là như là cái bài viết nói là mình phải liên tục gọi điện thoại vô những cái đồn công an cho cái đường dây của nó lúc nào cũng bận hết, nó không có liên lạc được ra ngoài để mà nó tìm cứu trợ ha. Nếu bộ đội nhảy vào thì mất nước rõ quá luôn, nếu vậy thì phải hy sinh lớn. Không, bất cứ cuộc chiến nào cũng có hy sinh, cũng có đẫm máu. Phải có hy sinh, phải có đẫm máu thì tương lai đất nước Việt Nam mới còn. Bây giờ giờ phút này đất nước Việt Nam rất là lâm nguy rồi, con cháu đời sau sẽ là những cái người nô lệ, và chúng ta sẽ không thể nào mà để như vậy được. Đây là một cái, chưa có một cái xã hội nào mà nó tệ như vậy, cho tới ngày hôm nay mình thấy quá tệ rồi. Thì Kevin Ngô nói là nó đã xả chất độc công khai, nó đã xả chất độc công khai mà chính quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn binh, đã binh thẳng ra mặt luôn, là không có còn làm cái coi như là binh sau lưng nữa, mà khi này nó ra tay đàn áp dân mà binh thẳng, mà đang bố thí cho tụi Trung Quốc mà nó vô nó giết dân mình như vậy, và đưa cả quân đội vô luôn nữa, quân khu, quân đội gì đó, bộ đội là đưa vô hết, đằng kia này đàn áp người dân để cho nó dập được một ngày 5 tháng 3 thì những người dân sẽ không có dám lên tiếng nữa. Và mình nghĩ là xin đồng bào ở trong nước hãy đồng loạt đứng lên vì con em, vì đất nước và vì gia đình của mình, thì hãy đồng loạt đứng lên đi. Một ngày Chủ nhật nó sẽ không có đi tới đâu đâu. Nếu mà chúng ta đã đổ máu thì phải đổ máu cho nó đáng, chứ đừng có đổ máu xong mà đi về khóc rồi lại im lặng nữa. Máu mình đổ là phải xứng đáng cho dân tộc, cho đất nước, không thể nào đổ an như vậy được. Và mọi người đều kêu gọi là đồng bào hãy cùng đứng lên. Mình đã kêu gọi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không có biết là đồng bào có đứng lên được hay bao nhiêu hay không. Người dân hiện tại bây giờ cũng rất là thờ ơ, mình chỉ là ích kỷ tới mức độ là đợi người kế bên tìm lại cái không khí sạch, tìm lại cuộc sống sạch cho họ thôi, chứ họ không có dám làm gì hết. Loan Nguyễn nói là đồng ý với Bảo Tôn, phải chia ra hành động sẽ giảm bớt những sự đàm ác của người dân hả? Cố lên đồng ơi, không còn thời gian nữa đâu, đừng thờ ơ nữa vì tương lai con em của mình. Và có nhiều người rất là kêu gọi đồng bào ở trong nước hãy đừng thờ ơ với đất nước nữa, vì con cháu của chúng ta, vì chính chúng ta và vì dân tộc của chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà mất nước và làm nô lệ trên đất nước của mình như vậy được. Nếu mà không có hành động là trong thời gian tới đây, nước Việt, tiếng Việt sẽ là một cái ngôn ngữ thứ hai trong đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nói những cái tiếng như tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc vô. Nói chung là phải đem thơm theo bơm xăng và chai xịt